Chào mừng anh em đến với kênh Gia đình Nam Sơn. Cái bữa cơm chiều tối nay thì mình và vợ nấu hơi nhiều món. Thì vợ mình nó trêu là nhiều món này thì anh gọi bạn đến mà uống bia. Mình thì mới nói lại rằng là anh bây giờ làm gì có bạn. Đấy. Gọi là thèm bia lắm thì ra tủ lạnh lấy một lon uống thôi. Còn họa hoàn thì thực ra vẫn có đi, vẫn lâu lâu vẫn có đi tụ tập bia bọt với mấy anh em thợ thuyền hoặc là mấy ông đại lý bán sơn. Sau độ tuổi chỉ cần các bạn không biết làm nhưng mình cảm giác là sau độ tuổi 30 là đã ít bạn đi dần rồi. Và sau độ tuổi 35 thì chỉ còn một hai bạn thân thôi. Chúng ta càng lớn tuổi thì càng ít bạn đi. Và cái điều đó lại tốt cho cuộc sống các bạn ạ. Chính bạn YouTube này này lại lại là mới là những người bạn tốt này, mới là những người mà đưa ra những cái góp ý chân thành chân thật. Còn thực sự xã hội bây giờ thì là bè là nhiều và ít bạn lắm các bạn, ít người bạn thực sự lắm. Bạn thì nó có nhiều kiểu bạn, nhưng mà mình thì mình đến bây giờ mình thích những người bạn mà chân thành như thế này mới là những người bạn này, những người bạn mà khi thấy mình làm ăn được họ mừng cho mình, còn khi thấy mình khó khăn thất bại họ còn đau lòng cơ. Một người bạn thực sự là người bạn mà khi bạn chỉ cần nhắn tin thôi, là nhắn tin vay tiền thôi là có thể được chuyển mấy triệu ngay. Còn khi bạn 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 gọi vay tiền thì người ta sẽ chuyển cho bạn trước vài chục triệu. Có nghĩa là bạn có thể vay vài chục triệu và người ta không cần hỏi lý do, và người ta chuyển tiền trước và người ta hỏi lý do sau, thì đấy mới là những người bạn. Có nghĩa khi bạn gặp khó khăn nhé, bạn chỉ cần nói là tao đang khó khăn thì mày cho tao vay vài chục triệu, chỉ cần nói thế thôi, họ chuyển cho bạn tiền trước và họ chẳng cần hỏi lý do đâu. Đấy mới là người bạn các bạn ạ. Còn bạn mà lại bây giờ thấy bạn mà có kiếm ăn được có tí, lại bạn bạn này chỉ muốn đớp của anh mới lại ăn của em đi thì vứt vứt, hiểu chưa? Chỉ chờ bạn sơ hở ra là lôi kéo vào những cái con đường gọi là tệ lặn chơi bời. Đấy. Gái gú cờ bạc bịt bợm nô đề vứt vứt hết. Bạn ấy vứt hết. Các bạn ngẫm lại xem, rồi sẽ có lúc nào đó các bạn cũng sẽ vẫn đi nhậu nhưng mà cũng nó cũng không còn gọi là ham hố như tuổi trẻ nữa rồi. Sẽ lúc bạn chỉ thích ngồi uống một mình thôi. Bia cũng được, rượu cũng được. Không nhiều bạn đâu. Ở kênh của mình thì mình thấy cũng nhiều bác cũng cứng tuổi, cũng ngoài 40 rồi. Các bác công nhận không với em là càng ngày các bác càng ít bạn tâm giao hơn. Đấy. Các bạn thích làm bạn với điếu thuốc, thích làm bạn với chén rượu một mình thôi. Đấy.
Chứ còn bạn bạn bè mà cứ vẫn còn kiểu ganh ghét đố kỵ nhau thì đấy không phải người bạn đâu các bạn. Mình làm cái clip là định nghĩa lại chữ bạn để đến một độ tuổi đó mình xem lại, hoặc sau này cho con trai mình nó lớn lên nó xem lại để nó sẽ thấm. Lúc đấy mình nghĩ là chắc là nó phải ngoài 30 thì nó mới thấm được cái clip này. Đấy. Giờ nó vẫn còn bé lớp 1 mà. Các bạn nghĩ sao về cái cách định nghĩa lại chữ bạn của mình? Comment ngay ở dưới video này. Như thế nào là một người bạn chân thành? Như thế nào là một người bạn thực sự? Đấy. Và các bạn còn những người bạn như thế không? Vẫn còn nhưng thực sự rất ít và rất hiếm. Có đâu đó thì sẽ chỉ còn rơi rớt lại một vài người bạn mà từ cái thời chăn trâu cắt cỏ, từ cái thời mà còn nghèo khổ như nhau ấy. Mà bây giờ cái địa cái hoàn cảnh về gia đình và kinh tế nó cũng sàn sàn và tương đồng nhau thì sẽ vẫn chơi được với nhau một cách chân thành. Còn đa phần bây giờ thì chỉ là lợi dụng thôi các bạn. Mình cũng có tóc bạc rồi. Các bạn hiểu là khi tóc nó đã có lún phún, đã có những sợi bạc thì trên đời này còn cái chuyện gì là cái chuyện mà chưa trải qua đâu. Cũng còn một vài chuyện chưa trải qua nhưng mà cũng thấm hết cả rồi các bạn ạ. Ok nhá, nếu thấy video hay thì đăng ký kênh để mình có động lực để ra những video tiếp theo. Và chào các bạn nhá.